ta phải hiểu bản chất đầu cơ là gì, chứ không thể lấy cái đầu tư đi phân tích đầu cơ được. Và hôm nay chúng ta làm sáng tỏ cái việc này đó. Bây giờ nhà mình thử nghĩ xem, thì nói đến đầu cơ như vậy, đầu cơ cổ phiếu là gì, cổ phiếu đầu cơ là gì đó, chúng ta phải suy nghĩ về nó. Ở đây chúng ta không cần định nghĩa nó là gì, mà chúng ta biết cổ phiếu đầu cơ nó tăng giá được là do hoạt động của dòng tiền trong ngắn hạn. Và cái cổ phiếu đó nó sẽ tăng giá, giảm giá. Chúng ta phải hiểu rằng nó tăng giá. Giá trị của nó thì không có. Ví dụ từ đây tới đây cái trục giá trị của nó này, tôi quên vẽ cái trục giá trị vào. Cái trục giá trị của nó đi ngang vậy đó. Cho cái đường màu xanh này đi là cái trục giá trị của nó, không có thay đổi. Rõ ràng trục giá trị nó ở đây mà sau bao nhiêu năm nó từ đây tới đây mà, đúng không? Nó đâu có đi lên đó. À, như vậy cổ phiếu đầu cơ là cái dạng cổ phiếu mà nó có sức hút dòng tiền trong trong ngắn hạn, và cái giá trị nội tại của nó không có thể hiện được. Thì ở đây chúng ta hiểu đó, khi đầu cơ chúng ta phải sử dụng cái liệu pháp đầu cơ của mình ha, bằng cái nguyên tắc đầu cơ. Và luôn luôn nhớ đến cái này tôi nói nè, luôn luôn nhớ đến nè, an toàn là trên hết, đừng có nghe thằng nào hết à, kể cả không nghe tôi, đừng nghe thằng nào hết. Chúng ta chỉ sử dụng 5 cái nguyên tắc cơ bản, chúng ta có thể thêm vào một vài nguyên tắc nữa, nhưng mà chúng ta tối thiểu phải sử dụng 5 cái nguyên tắc cơ bản về cổ phiếu đầu cơ. Và an toàn là trên hết. Rồi cái điều mà chúng ta cần đối với cổ phiếu đầu cơ nữa là chúng ta tránh, tuyệt đối tránh cái suy nghĩ của chúng ta về giá trị của nó. Chúng ta đừng có suy nghĩ giá trị gì cả, chúng ta chỉ đơn giản là đầu cơ ngắn hạn kiếm tiền. Đừng có áp đặt cái giá trị nội tại của nó.